Tập 4. Đây là khóa chúng tôi tìm thấy ở nhà cô. Có thể nói chúng tôi biết là để làm gì không? Hoặc là nói cái khóa này có dùng lên người cô không? Mẹ cô có từng bạo hành với cô không? Không, mẹ tôi rất thương tôi. Bảy không hề bạo hành. Vậy vì sao cô không báo cảnh sát? Cô luôn ở bên cạnh mẹ của cô. Bảy mất tích nửa năm rồi, cô lại không hề lo lắng cho bảy hay sao? Hay là nói cô có chuyện gì không muốn người khác biết hay sao chứ? Tháng 10 năm ngoái, cô có tình trạng liên tục không về nhà không? Vậy thì lạ quá. Cô với mẹ của cô ở cùng nhau. Sau khi cô bị hại, đã bị giấu trong tường. Công trình lớn như vậy phải làm trong 3 ngày. Hung thủ gây án như thế nào ngay trước mắt của cô được? Anh nói gì vậy? Mẹ của tôi bị giấu trong tường hay sao? Đúng. Hơn nữa, từ kết quả khám tử thi, chắc là khoảng nửa năm trước. Tại sao mẹ của tôi lại chết? Vết thương nặng ở đầu mà chết. Châu Tiểu Ninh, cô nhớ ra chuyện gì hay sao? Cô có thể lựa chọn không trả lời, nhưng mà cô không nói chuyện, cũng chỉ để kéo dài thời gian mà thôi. Những chứng cứ bây giờ chúng tôi có mà nói, hoàn toàn có lý do nghi ngờ. Cô không chỉ giết hại Phạm Ngụy, mà nửa năm trước cô còn giết hại mẹ của cô, Lưu Diễm Phân. Châu Tiểu Ninh, bây giờ cô là kẻ tình nghi lớn nhất. Kéo dài càng lâu, càng không có lợi gì cho cô đâu. Tôi nói lại một lần nữa, cô phải phối hợp với chúng tôi. Tôi xin nói lại, tôi không có giết người. Đây. Có vài thứ như vậy, có thể có hai bộ mặt. Tôi có tra ghi chép chữa bệnh của Phạm Ngụy, bất luận là Phạm Ngụy hay là Quan Tiểu Kiệt đều chưa từng có ghi chép chữa bệnh về thần kinh. Cảnh sát Lâm vừa rồi cũng mang báo cáo giật mẫu mấy đồ thủy tinh nhà Châu Tiểu Ninh tới rồi, xác nhận vết thương cho thủy tinh trên Lưu Diễm Phân cùng một loại thủy tinh. Có thể là phương hướng ban đầu của chúng ta sai. Theo ký ức của Dương Miên Miên, tối ngày 15 tháng 10, cô ấy nghe thấy tiếng thủy tinh rơi xuống trước, rồi là Châu Tiểu Ninh khóc, rồi là nghe thấy tiếng lên cầu thang. Coi như chúng ta không thể xác định người hôm đó lên cầu thang là Phạm Ngụy, nhưng mà chúng ta có thể suy đoán sau khi Lưu Diễm Phân vào bàn trà, Phạm Ngụy mới tới hiện trường. Vì sao chứ? Cô ấy luôn nói mẹ của cô ấy rất thương cô ấy. Vì vậy nói Châu Tiểu Ninh giết mẹ mình trước, cách đây nửa năm lại giết bạn trai của mình.
quấy điên sao? Có thể. Cảnh sát bên phía quân Châu Tiểu Ninh truyền tin cho chúng ta nói cha Châu Tiểu Ninh có tiền sử bạo hành. Có một lần Châu Tiểu Ninh bị đánh nên phản kháng, suýt nữa bóp chết cha của cô ấy. Mọi người xem, tay thuận của Châu Tiểu Ninh là tay phải. Có thể để tôi đi vệ sinh được không? Nhưng mà sau khi cô ấy đi vệ sinh về, ánh mắt với tâm trạng của cô ấy có thay đổi rất lớn. Giờ này anh ấy không có tin gì hết. Tôi biết anh ấy chắc chắn xảy ra chuyện rồi. Tình cảm chúng tôi rất là tốt. Nhưng mà vấn đề này hình như không có gì liên quan đến vụ án hết. Hai người có cần hỏi gì không? Lúc trước, lúc tôi cùng với Như Ngọc thẩm vấn, cảm giác có vấn đề. Bây giờ tôi nghi ngờ người có bệnh thần kinh không phải là Phạm Ngụy mà là Châu Tiểu Ninh. Thường dạng, cô đi điều tra một chút về ghi chép khám bệnh của Châu Tiểu Ninh. Rõ, bây giờ đi ngay. Còn phải tiếp tục thẩm vấn Châu Tiểu Ninh, phải hỏi rõ cho tôi. Thường dạng tra được y như anh đoán. Lúc trước tôi có một việc không hiểu. Rõ ràng là cô rất yêu Phạm Ngụy. Vì sao lại dùng vật đính ước này giết chết anh ta? Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi. Người giết chết Phạm Ngụy không phải là Châu Tiểu Ninh mà là cô. Bây giờ cô không phải là Châu Tiểu Ninh đúng không? Vừa bắt đầu tôi còn tưởng đây chính là thuốc của Phạm Ngụy. Nhưng mà thật ra đây là thuốc Phạm Ngụy kê cho cô. Có đúng không? Người giết Lưu Diễm Vân, còn cả Phạm Ngụy nữa, chính là cô. Rốt cuộc cô là ai? Tôi là Châu Tòng, là chị của Tiểu Ninh. Nhưng Châu Tiểu Ninh là con một mà. Không phải, chúng tôi là chị em. Từ lúc em ấy ra đời đến bây giờ, tôi vẫn luôn tồn tại. Vẫn luôn tồn tại. Châu Tòng, người giết Phạm Ngụy là cô. Người giết mẹ của Châu Tiểu Ninh cũng là cô. Mẹ của Châu Tiểu Ninh vì để làm giảm nỗi đau của con gái mà đã trói cả người mình vào. Thả con ra. Mẹ thả con ra. Thả con ra đi. Thả con ra. Tiểu Ninh, mẹ biết con bị trói rất là khó chịu.
Mẹ không thể làm khác được đâu. Phạm Ngụy vì để giúp Châu Tiểu Ninh đã giấu đi cái xác, không rời nửa bước, thậm chí phải trả bằng tính mạng của mình. Bọn họ đều nói tôi là bệnh nhân. Tiểu Ninh à, có phải con đã yêu đương với ai không? Mẹ, con gặp được một người tốt. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Vậy cậu ta có biết là con bị loại bệnh đó hay không? Tại sao mẹ lại nhắc đến chuyện này nữa? Tiểu Ninh, cậu con trai đó có thể chịu được căn bệnh đó của con hay không? Nếu ngày nào đó cậu ta dứt bỏ con thì làm thế nào? Bệnh của con mới khỏi được một chút. Nếu con lại bị chịu kích thích thì không tốt đâu. Con bảo mẹ phải sống thế nào đây? Nghe lời của mẹ, cả đời này cứ ở bên cạnh mẹ đi có được không? Mẹ, rồi sẽ có một ngày con không còn mẹ nữa. Có người chăm sóc cho con không tốt sao? Vậy con đưa cậu ta về đây gặp mẹ đi. Không được, đến người cũng không cho mẹ thấy thì con bảo mẹ yên tâm thế nào được? Nếu mà cậu ta thấy con xinh đẹp chỉ muốn chơi đùa với con sao? Tiểu Kỳ không phải loại người như vậy. Mẹ nói cho con biết, mẹ không đồng ý. Con về đây cho mẹ. Tiểu Ninh, cho nên cô đã giết chết mẹ của Tiểu Ninh. Là bà ấy tự tìm lấy thôi. Thế còn Phạm Ngụy, anh ta cũng đáng đời. Bọn họ đều muốn làm hại Tiểu Ninh, đều muốn cướp em ấy đi. Tôi phải bảo vệ cho em ấy. Bọn họ còn muốn giết tôi. Cho nên bọn họ đều đáng chết, đều phải chết. Cho nên cô đúng là người để giết bọn họ hay sao? Châu Tổng, cô đã giết hai người yêu thương Tiểu Ninh nhất, cũng là hai người mà Tiểu Ninh yêu thương nhất. Có phải rất lâu trước đây anh đã đưa tôi về nhà rồi đúng không? Có phải còn sớm hơn ngày anh cứu tôi không? Có phải là anh thích tôi hay không? Đúng, tôi cũng rất thích anh. Chúng ta hẹn hò nha. Không được, tôi không đáng để cô thích. Tại sao vậy? Cô đến tôi là ai? Cô cũng không biết mà. Tôi không quan tâm đến việc anh là ai. Tôi chỉ thích người đang đứng trước mặt của mình. Người này ngày nào cũng đưa tôi về nhà, chịu bị đánh thay tôi. Chỉ cần có anh bên cạnh, tôi sẽ thấy rất yên tâm. Cô chắc chắn chứ? Tôi rất chắc chắn. Được, chúng ta bên nhau nhé. Tôi sẽ bảo vệ cho cô mãi mãi. Phim
phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ba của Châu Tiểu Ninh lúc đó còn sống bị nghiện rượu. Hơn nữa, chỉ cần ông ấy say rượu về nhà thì sẽ đánh đập Châu Tiểu Ninh và mẹ của cô ấy. Châu Tiểu Ninh cũng vì thường xuyên bị bạo hành gia đình dẫn đến tính cách và nhân cách thay đổi. Sau đó, ba của cô ấy đã chết vì nghiện rượu. Châu Tiểu Ninh và mẹ của cô ấy từ đó về sau nương tựa nhau mà sống, cũng được giải thoát khỏi cảnh bạo lực gia đình. Mẹ của Châu Tiểu Ninh rất là yêu thương cô ấy. Nhưng mà sau khi nhân cách thứ hai của Châu Tiểu Ninh xuất hiện, bà ấy không thể trói cô ấy lại được, lại sợ cô ấy sẽ khó chịu. Vì vậy cho nên mẹ cô ấy đã tự trói mình lại cùng với Châu Tiểu Ninh. Mẹ cô ấy cũng do trói quá lâu cho nên biến dạng. Hàng xóm tưởng Châu Tiểu Ninh và mẹ cãi nhau, nhưng mà thật ra Châu Tiểu Ninh đã mắc bệnh. Hôm đó Phạm Ngụy là muốn đưa Châu Tiểu Ninh đi, nhưng mẹ cô ấy không đồng ý, nên họ đã xảy ra tranh chấp. Dám bỏ trốn cùng với thằng đó? Nói với mày, mẹ không cho mày đi đâu. Con xin mẹ mà, con với anh ấy thực sự yêu nhau, mẹ cho con đi đi. Mẹ nói không là không, nói không là không mà. Mẹ, đưa mẹ nhanh lên. Mẹ xin con, không được đâu. Trả nó cho con, không được. Mẹ trả nó cho con đi, không được. Trả cho con, không. Không được đâu, trả đi. Không, mẹ ơi, trả đi. Không. Khi bất cẩn, nhân cách thứ hai của Châu Tiểu Ninh xuất hiện, lỡ tay giết chết mẹ của mình. Phạm Ngụy mãi không thấy Châu Tiểu Ninh, sợ cô ấy gặp chuyện, cho nên đến nhà tìm Châu Tiểu Ninh. Khi phát hiện ra Lưu Diễm Phân đã chết, Châu Tiểu Ninh vô cùng sợ hãi. Để bảo vệ cho Châu Tiểu Ninh, Phạm Ngụy chọn cách bao che. Em cũng không biết tại sao lại như vậy. Em sợ lắm. Không sao đâu, đừng có lo. Là mẹ em tự ngã, không liên quan đến em đâu. Tiểu Ninh à, tạm thời không được ở lại đây, anh tìm nơi khác cho em. Đến đó mấy ngày đi. Như vậy có được không? Anh ta lấy trộm xi măng ở cửa hàng, bọc thi thể của Lưu Diễm Phân vào trong bọc thực phẩm, rồi dùng than hoạt tính khử mùi cho vào trong tường nhà Châu Tiểu Ninh. Sau đó còn xử lý hiện trường xảy ra vụ án. Châu Tiểu Ninh vốn dĩ đã mắc bệnh, sau khi mẹ mất tinh thần ngày càng không ổn định. Phạm Ngụy lựa chọn ở lại thành phố cùng với Châu Tiểu Ninh để bảo vệ cho cô ấy. Anh ta thuê một cửa hàng tạp hóa cạnh nhà Châu Tiểu Ninh, mục đích để tiện chăm sóc cho cô ấy. Kính viễn vọng được dùng vào đấy. Chúng ta tưởng quan sát Dương Miên Miên, nhưng thực ra là Châu Tiểu Ninh ở phía trên. Sau khi Phạm Ngụy gặp tôi, tưởng rằng tôi đến vì chuyện của Châu Tiểu Ninh, do đó muốn đưa Châu Tiểu Ninh trốn chạy. Phạm Ngụy còn mua Benludidon cho Châu Tiểu Ninh để giữ cho tinh thần cô ấy ổn định, để che giấu. Ngoài mặt hai người không tiếp xúc, chủ yếu là thông qua nhóm chat tin nhắn để liên lạc ngầm. Alo, chúng ta phải đi mau, anh bị phát hiện rồi. Trước khi xảy ra vụ án, do tên giả của Phạm Ngụy bị nhận ra, tối đó đã liên lạc Châu Tiểu Ninh ngay. Sau khi gặp, Phạm Ngụy nói rõ mọi thứ với Châu Tiểu Ninh. Tiểu Ninh, nghe anh nói, anh bị phát hiện rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Ngày mai anh đi mua vé, mua xong thì báo thời gian trong nhóm với em nha. Được. Anh đưa em đi, rời khỏi đây, bắt đầu lại từ đầu. À đúng rồi, tí thì quên chuyện này. Thuốc của em chắc sắp hết rồi. Anh lấy thuốc mới cho em rồi đây. Đợi anh. Nhưng mà Phạm Ngụy không ngờ bệnh của Châu Tiểu Ninh không tốt lên.
mà nhân cách phân liệt càng nghiêm trọng hơn, thậm chí cãi nhau với chính mình. Tiểu Ninh, cho anh giết tôi đi, giết tôi đi. Tôi rốt cuộc tại sao vậy? Tôi làm sao vậy? Sếp Lưu, giám định tư pháp ra rồi. Chu Tiểu Ninh mắc bệnh rối loạn đa nhân cách. Những thứ này tìm thấy ở cửa hàng của Quan Tiểu Kiệt, tôi chỉ làm được đến đây thôi. Tôi nghe nói sao ở thảo nguyên hồ luân bối nhĩ nhiều, to và sáng lắm, hơn bất cứ nơi nào ở trên đời này. Chỗ này cũng có thể nhìn sao mà, cũng rất lớn, rất sáng nữa. Đừng có lừa em. Nào, nhắm mắt vào đi. Em xem, Tiểu Ninh à, em yên tâm đi, anh sẽ đưa em tới thảo nguyên ngắm sao thật sự. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây, đem những quá khứ không tốt đều chôn vùi ở nơi này. Chúng ta đi tìm một khởi đầu hoàn toàn mới, có được không?
Tống Chi, vẫn chưa về à? Tôi muốn nghiên cứu kỹ hơn. Lúc bắt đầu, cậu cho rằng vụ án này liên quan đến chuyện 10 năm trước. Sau khi Dương Tĩnh chết, Phạm Ngụy đổi tên thành Quan Tiểu Kiệt. Năm đó tuy rằng không có chứng cứ có thể chứng minh đám người Phạm Ngụy có liên quan tới cái chết của Dương Tĩnh, nhưng mà tôi không tin Dương Tĩnh ngã lầu ngoài ý muốn đâu. Vì vậy luôn theo dõi mấy người này. Nhưng mà kỳ lạ là trừ Phạm Ngụy ra, những người khác đều chết ngoài ý muốn. Chỉ có Phạm Ngụy đổi tên họ vẫn còn sống. Vì vậy tôi nghi ngờ, ngoại trừ Phạm Ngụy, bọn họ có lẽ đều bị diệt khẩu. Không phải là không có khả năng này, chỉ là không có phát hiện. Chứng cứ là do có người làm. Nhưng cậu có thể sẽ có phát hiện mới. Bây giờ cậu nên về nhà rồi nhóc à. Chú ý nghỉ ngơi. Chào buổi sáng. Xin chào. Bệnh lý của bệnh nhân 823 đưa tôi xem một chút. Đã đo nhiệt độ và huyết áp chưa? Đã đo rồi, 37 độ, huyết áp bình thường. Tình hình sức khỏe không tệ. Sắp xếp ngày kia phẫu thuật đi. Nhớ là ngày mai bảo người nhà tới tìm tôi ký tên. Đúng rồi, bác sĩ hứa à. Người nhà họ muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn. Không cần đâu, thay tôi cảm ơn họ được rồi. Vậy thì bác sĩ hứa, anh cũng nghỉ ngơi chút đi. Tôi đi mua trà chiều cho anh nha, bổ sung năng lượng. Cũng không cần đâu, cảm ơn. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. 199 200 Lưu Đại à, hồ sơ vụ án của Tiểu Kiệt đã chỉnh lý xong rồi. Cuối cùng cũng đã kết án rồi. Chúng ta có thể thả lỏng. Tôi thấy là cậu cũng không tốn mấy công sức đâu. Chị Như Ngọc à, sức kinh vất vả lâu như vậy còn chưa nói gì, nào tới lượt cậu ấy kêu ca. Nhưng mà chuyện của Châu Tiểu Ninh cũng khiến cho người khác đau lòng quá. Ai có thể ngờ chứ, phía sau tình yêu có thể là vực thẳm. Đúng vậy, chính vì quá yêu rồi. Mẹ của Tiểu Ninh quá yêu cô ấy, giữ cô ấy quá chặt. Tiểu Kỳ cũng là vì quá yêu cô ấy, một lòng tự mình dùng cách riêng để bảo vệ cô ấy. Vì vậy mới tạo ra bi kịch này. Mỗi người đều có lý của mình, không có ai đúng, không có ai sai. Nhưng mà kết cục này khiến người ta đau lòng. Dương Miên Miên gần đây sao không có tin tức gì hết. Đứa nhỏ Miên Miên này kỳ lạ tinh ranh, không cần chúng ta lo lắng. Huống hồ gì không phải còn sếp kinh hay sao? Cũng đúng. Alo. Alo, Kinh Sở à? Quay về bao lâu rồi? Hẹn cậu ăn cơm, chơi bóng uống rượu. Hẹn cậu bao lần rồi thì cho tôi leo cây bấy nhiêu lần. Người bạn như cậu cũng quá không có đáng tin rồi đấy. Lúc đó không phải tôi đã xin lỗi cậu rồi hay sao? Không phải lúc đó cậu đã tỏ vẻ thông cảm rồi hay sao? Lúc đó thông cảm không có nghĩa là bây giờ cũng thông cảm nha. Vậy bây giờ cậu muốn gì đây? Thì ra ngoài một chút. Tôi ở ngoài cửa chụp các cậu nè. Có chuyện tìm cậu. Đợi tôi xong việc đã. Đúng là anh em cây khế mà. Alo. Nè, sếp Kinh, cậu có ra hay không vậy? Nếu cậu không ra, tôi sẽ ở cửa dục các cậu la lớn. Sếp Kinh nói lời không giữ lời, cho người ta leo cây. Tùy cậu. Lão Kinh, đội trưởng Kinh, chuyện tôi tìm cậu liên quan tới chuyện lớn cả đời của tôi. Thật sự là chuyện lớn lắm đó. Cục của các cậu không cho tôi vô. Giúp tôi đi đưa đồ. Đợi tôi một lát. Cái này cho cậu. Cà phê đậm gấp 5 lần.
Còn cái này cho đồng nghiệp của cậu. Cậu mới tới phải duy trì quan hệ. Còn cái này nữa cho Mộc Thanh quan trọng nhất. Theo đuổi bao lâu còn chưa chịu từ bỏ. Tuyệt đối không bỏ. Lần sau không được như vậy nữa. Mọi người đều ở đây. Lại đây chia đồ ăn dặn nè. Đồ ăn. Trà chiều. Thì ra kinh đội ngoài lạnh trong ấm. Chị Như Ngọc, thành dâu tây chị thích đi. Cảm ơn. Lãnh tụy yêu nhất của cô. Cảm ơn. Vẫn nhớ tôi thích nhất lãnh tụy. Cảm ơn. Không, đây không phải tôi mua, là Hứa Triết mua. Hứa Triết là ai? Bạn thân của tôi. Là tiến sĩ y khoa ở Học viện Nam Tinh. Cậu ấy đang theo đuổi Mộc Thanh. Không, tôi với anh ấy là bạn thôi. Lúc trước làm việc có giao tiếp. Mọi người làm việc đi. Tôi còn có việc phải làm đi. Đi nha. Vậy thì chúng ta Mộc Thanh, sao anh còn ở đây? Cảm ơn cà phê của anh. Không cần khách sáo. Tôi tiện đường đang làm. Tôi đưa cô về nha. Thôi được rồi, tôi gọi xe rồi. Xe đến rồi, tôi đi nha. Cô tới làm gì? Tôi tới đây bái sư. Về đi. Nè, tôi mua cả quà bái sư nữa rồi. Toàn tập thần thám Sherlock Holmes. Tôi cũng đọc rồi. Nhà của anh rộng thật đó. Lại đẹp nữa. Cái này rốt cuộc là cô muốn làm gì đây? Tôi rất là nghiêm túc, muốn anh làm sư phụ của tôi. Tôi cũng rất là nghiêm túc trả lời cô. Không được. Tại sao vậy? Công việc hàng ngày rất bận, không có thời gian để lãng phí. Sao lại lãng phí được? Tôi ưu tú như vậy, rất có tiềm năng. Anh bồi dưỡng tôi thành tài, không phải rất có thành tựu hay sao? Hôm nay anh không đồng ý với tôi, tôi không đi. Tùy cô. Sao vậy? Không có gì. Mọi thứ đều ổn hết. Sao mà kệ nhà của anh đặt lên cao quá vậy?
Ngọt quá. Sao lại muốn tôi làm thầy của cô? Tại vì anh giỏi. Nghiêm túc đi. Cái gì tôi cũng biết. Trên thế giới này, ngoài anh, chắc không ai biết nhiều hơn. Nói thật nha, tôi thấy quái vật như tôi không có tương lai. Không ăn được, cũng không chơi được. Ngoài tam thổ ra, chẳng có bạn bè nào hết. Nhưng mà sau khi gặp anh, tôi lại thấy mình rất có ích. Tôi cung cấp tin tức cho anh, anh sẽ có thể phân tích ra một đống thứ, là có thể phá án, có thể bắt người xấu. Vậy tôi nghĩ tôi phải nhận anh làm sư phụ. Vậy tôi sẽ có thể giỏi giống như anh. Tôi sẽ không là quái vật nữa. Tại sao lại nghĩ mình là quái vật chứ? Cái khác không nói, thấy mấy người không có việc gì nhảy vào bể nước, còn không có tiền phải treo tường. Trên thế giới này không có ai là quái vật hết, chỉ là cô rất đặc biệt thôi. Có những nhà âm nhạc và nhà điều hướng phải trải qua huấn luyện, thính giác và khứu giác nhạy cảm hơn người thường. Chứng bệnh của cô bắt đầu từ khi nào? Thì từ bé đã có rồi, chỉ là lúc nhỏ. Lúc nhỏ làm sao? Không sao hết, qua hết rồi mà. Dù sao tôi bây giờ một mình, cũng chỉ đành vật lộn. Thẻ nằm bể bơi gần nhà cô, tôi không hay đi. Tôi biết anh là người tốt mà. Cảm ơn thầy nha. Tôi không nói làm thầy của cô. Thầy, hình như không còn sớm nữa. Em thấy em làm phiền thầy rồi. Thầy phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt. Tấm thẻ này em sẽ đưa thường xuyên. Em đi đây. Em đi nha, tạm biệt thầy.